nhiều người đang ôm giấc mộng sang Mỹ để lập nghiệp. Còn trong khi đó thì có vô vàn người đang tích cực để về Việt Nam lập nghiệp. Đúng là trong chán ngoài thèm. Có rất nhiều lý do khiến cho nhiều Việt kiều Mỹ không muốn phát triển sự nghiệp của mình ở tại đất Mỹ. Có thể nhiều người thì cho là trong chán ngoài thèm, hoặc là có thể là tuổi trẻ bồng bột. Nhưng không, họ suy nghĩ cũng khá là chín chắn bởi có nhiều góc độ trong cuộc sống khác nhau. Cuộc sống không hoàn hảo như chúng ta tưởng. Nhìn vào cường độ làm việc, phải làm việc nhiều giờ, nên nhiều người đã không còn thời gian để mà chăm sóc cho bản thân, gia đình và con cái của mình. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân, ăn cũng không muốn ăn, chứ đừng nói là làm cơm tối cho gia đình. Và tất nhiên là những cũng chẳng còn mặn mà tới chuyện chăn gối nữa, vì phải giữ sức để mà mai đi cày. Tất nhiên không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả, nhưng vì cuộc sống và chúng ta muốn có tất cả mọi thứ, cho nên chúng ta phải nai lưng ra mà làm mà thôi. Một gia đình ba là kế toán và mẹ có hàng quán nhỏ nhưng rất đông khách, không giàu sang nhưng cũng thuộc dạng khá giả, không phải bận lòng với đồng tiền. Và họ khi qua Mỹ mở tiệm nail nghe giàu thật, nhưng có ai biết đằng sau đó là mồ hôi nước mắt, mọi công đoạn đều phải tự họ mày mò làm, trang trí lại nội thất, quảng bá cho thương hiệu. Rất nhiều thứ phải làm, và có những khi làm không đủ, vài tháng số tiền đi vào lại ít hơn số tiền đi ra. Một gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu với biệt thự ở ngoại thành, khi sang đến Mỹ, ba mẹ phải đi chất hàng lên toa xe lửa với mức lương khoảng là 1.200 cho đến là 1.500 đồng một tháng. Họ cố ngậm đắng nuốt cay cho hai đứa con gái ăn học hành thành tài trước lời dè biểu từ họ hàng. Nhìn từ những câu chuyện đó, chúng ta rút ra một điều. Thật ra thì có những điều tốt đẹp khi sang bên này lắm, nhưng không biết sống cho phù hợp với nền văn hóa bên ấy thì bị sốc cho cả gia đình. Chia sẻ đó khá là phiến diện, chỉ nêu lên những góc nhỏ khó khăn của mọi người hiểu biết về xã hội Mỹ, và đặc biệt là về khía cạnh luật sở hữu và thừa kế tài sản. Nhưng muốn chia sẻ đến mọi người để hiểu thêm rằng ở vùng đất được cho là đẹp nhất để sống và làm việc vẫn có chấm đen trong mắt vài người đấy. Và biết đâu ai đó cũng là người thấy chấm đen đó y chang như vậy thì sao? Nhưng nhìn một cách khách quan, sống ở Mỹ chắc hẳn hơn ở Việt Nam. Một tờ báo của Nhật mới đây có bài viết chia sẻ về xu hướng những người Mỹ gốc Việt trẻ tìm đường về Việt Nam, nơi được họ xem là một miền đất hứa mới để mà tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp. Ví dụ như là trường hợp của Nguyễn, mẹ của cô ấy còn ngạc nhiên với quyết định của cô ấy. Chúng ta đã làm mọi cách để gia đình đến được Mỹ mà bây giờ con lại đòi quay lại trở lại Việt Nam hay sao? Cô được sinh ra ở bang Michigan và lớn lên ở vùng vịnh. Cha mẹ của cô đã đến Mỹ vào năm 1975. Tại Mỹ, họ mở một cây xăng và một khu chợ mini. Như vậy đã gọi là sống thành công và ổn định. Nhưng cô ấy vẫn muốn quay trở lại Việt Nam để mở một tiệm buôn bán ở quê hương cũ. Và cô đã trở về thật và thành công trở thành giám đốc điều hành một công ty phân phối và quản lý nội dung âm nhạc có trụ sở tại thành phố Sài Gòn. Cô chia sẻ là tôi đến từ thung lũng Silicon, nơi mọi thứ dịch chuyển rất nhanh. Việt Nam thì không như vậy. Mọi thứ mất nhiều thời gian hơn và thậm chí thì rất nhiều thời gian, và mức độ kinh nghiệm cũng rất là khác. Nhìn từ góc độ này, đất Việt hay là đất Mỹ đều ngập tràn cơ hội để mà chúng ta phát triển, tùy quan điểm của mỗi người và chí hướng cũng như là con đường mà chúng ta lựa chọn. Nếu là ba mẹ của cô thì họ nhìn ra Mỹ là vùng đất thánh địa để họ sinh sống phóng khoáng và tạo điều kiện cho con cái học hành phát triển. Còn đối với những người thích được cơ hội khởi nghiệp thì họ lại chọn về những nơi đang phát triển như Việt Nam. Mỹ tốt nhưng không phải ai cũng hợp với nó. Phải biết mình đang ở đâu, giỏi gì, thiếu sót gì và lựa chọn cơ hội cho phù hợp. Đừng mơ rằng thiên đường chỉ có ở Mỹ. Chúng ta có biết rằng tác giả của cuốn sách bán chạy nhất Rich Dad, Poor Dad, ông Robert cũng đã từng đề cập ông từng đến Việt Nam để làm việc. Sao là có hàng trăm nơi mà không đi hết lại lựa chọn Việt Nam? Vì ông nhận ra Việt Nam có cái gì đó để ông học hỏi và phát triển. Và thực chất trong cuộc sống ở đâu cũng vậy, có những chỗ rất đáng để chúng ta học hỏi.
Theo kết quả công bố của International Expat Insider, một khảo sát được thực hiện trên 14.000 người tại 191 nước từ khắp nơi trên thế giới về chất lượng sống, tình trạng tài chính, cá nhân và cân bằng giữa công việc với cuộc sống, thì Đài Loan được xem là nơi đáng sống nhất và Việt Nam cũng là nơi xếp thứ 11. Người ta nói là ở Mỹ là có tương lai, là có tiền, cứ như là everything is money. Nhưng đâu ai biết rằng ở xứ này, money is everything. Đúng là lương hàng năm của người Việt có thể xấp xỉ từ 20.000 cho đến 40.000 đô, tùy theo hộ gia đình có bao nhiêu người. Những người qua càng lâu thì sẽ có mức lương càng cao. Lương trung bình của mỗi người Việt mới qua là không dưới 20.000 một năm trong suốt gần 3 năm đầu tiên. Còn sau đó thì có khả năng cũng tăng lên và khả quan hơn hay không còn tùy thuộc vào 30% cố gắng và 70% vận may. Và xét cho cùng thì ở mức lương nào thì cũng vật lộn với cuộc sống cay nghiệt ở xứ người là khôn trẻ. Bởi lẽ mọi số thứ đều lạ lẫm, từ ngôn ngữ cho đến văn hóa cũng như là đường xá sinh hoạt hàng ngày. Nhìn từ đây chúng ta thấy là Việt Nam cũng không phải là tệ, bởi lẽ Việt Nam là nơi đang phát triển và nơi để chúng ta bắt đầu với những điều kiện nghèo nàn của chúng ta vốn có ở trong tay. Nếu như vậy không có nghĩa là chúng ta nên bỏ Mỹ mà quay về Việt Nam. Bởi lẽ nhìn về mặt tích cực thì nếu ai đang sống ở môi trường mình đang sống thì có lẽ mình hãy cố gắng để mà phấn đấu, khi mà có cơ hội tốt hơn thì chúng ta hãy nắm lấy. Chúng ta không đứng núi này trông núi nọ, chúng ta hãy nắm bắt những cơ hội trong tầm tay của chúng ta. Bởi lẽ chúng ta xác định là cuộc sống thiên đàng hay hỏa ngục cũng là do những thiện chí cố gắng của chúng ta để chúng ta xây dựng chính bản thân, đời sống cá nhân cũng như đời sống những người thân quen của chúng ta. Sống ở đâu thì chúng ta vẫn phải làm việc, dù ở Việt Nam hay là ở Mỹ. Chúng ta đều phải cố gắng để mà đạt được mục tiêu của mình. Và có lẽ là cuộc sống nghĩ là nơi này hay nơi kia là thiên đường thì chúng ta nên suy nghĩ lại để mà chúng ta biết nhìn nhận thực tế để mà cố gắng đạt được cái thiên đường mà chúng ta nghĩ đến. Cả gia đình bé Nguyễn Đắc Quỳnh Hoa, 13 tuổi, đã phản đối việc chính quyền thành phố Vũng Tàu cướp đất. Thế nhưng sự việc bất thành liền đã bị lực lượng công an hùng hậu còng tay và đưa về phường. Trong số đó có cả bé Quỳnh Hoa. Như thường lệ, vào sáng ngày 9 tháng 5 năm 2018, bé Quỳnh Hoa học lớp 7 đã chuẩn bị đến trường để thi học kỳ. Thì lực lượng cưỡng chế gồm đủ mọi thành phần, nhưng đông nhất là công an hú còi inh ỏi chặn trước cổng nhà. Cả gia đình gồm người cha là Nguyễn Văn Đằng, 56 tuổi, mẹ là Lê Thị Loan, anh trai là Nguyễn Hoàng Tuấn, 22 tuổi, liền đóng cửa lại để mà cố thủ ở bên trong. Lực lượng cưỡng chế hàng trăm người liền ào ào xông vào để bắt cả gia đình, nhưng bị sự kháng cự quyết liệt của gia đình bé Quỳnh Hoa. Theo công an thành phố Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, cả gia đình bé Quỳnh Hoa khóa trái cửa, từ trong nhà ném đá vào lực lượng cưỡng chế. Chưa hết, bà Lê Thị Loan còn đổ xăng lên người chảy tràn ra khắp nơi, do là sẽ tự thiêu nếu đoàn cưỡng chế tiếp tục cướp đất của bà. Bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ gia đình của bé Quỳnh Hoa, nhưng với lực lượng đông gấp bội, đoàn cưỡng chế đã xông vào nhà đánh đập và bắt cả gia đình bé Quỳnh Hoa. Những người này nhanh chóng bị còng tay và đưa về phường, ngoại trừ bà Lê Thị Loan. Bà Loan đã cố thủ đổ xăng lên người dọa tự thiêu. Trước việc phản đối gay gắt, đến 11 giờ 30 phút, đoàn cưỡng chế buộc phải rút lui. Trả lời tờ báo Tuổi Trẻ trong nước, ông Nguyễn Xuân Hoàng, trưởng công an phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, gia đình bé Quỳnh Hoa đã chuẩn bị 2 bình gas, 20 lít xăng để sống chết cùng lực lượng cưỡng chế nhằm giữ lại căn nhà cho mình. Bà Lê Thị Loan cũng thừa nhận điều này vì cho rằng chính quyền thành phố Bà Rịa Vũng Tàu đã o ép và không đền bù thỏa đáng cho gia đình.
Trả lời truyền thông, ông Nguyễn Xuân Hoàng cho biết, việc còng tay ba cha con bé Quỳnh Hoa tại phường là không để cho cả nhà quay trở lại nhằm gây nguy hiểm. Vào chiều ngày 10 tháng 5, khi trả lời truyền thông, ông Lê Tô Sủng, Giám đốc Công an thành phố Bà Rịa Vũng Tàu đã thừa nhận việc còng tay bé gái 13 tuổi đó là sai sót và yêu cầu lực lượng công an tham gia cưỡng chế phải giải trình với Bộ Công an và tổ chức xin lỗi gia đình bé Quỳnh Hoa. Theo như tìm hiểu thì gia đình ông Nguyễn Văn Đằng sở hữu ngôi nhà và toàn bộ khu đất mua lại từ quân khu 7 là 1.030m2 nằm trong dự án xây dựng công viên thành phố Bà Rịa Vũng Tàu và buộc phải giải tỏa trắng. Có đến 100 hộ gia đình buộc phải di tản đi nơi khác, nhưng đó là những gia đình đã được đền bù một cách thỏa đáng. Trong khi nhà cửa và đất đai của gia đình ông Đằng đang sở hữu được mua lại từ đất của quân khu 7, có giấy tờ chứng minh hẳn hoi. Rất nhiều lần ông Đằng yêu cầu chính quyền xuống đo đạc, kiểm đếm lại. Chính quyền cũng đã cho người xuống làm công việc trên, nhưng không chịu cấp số liệu cho gia đình ông Đằng. Chính từ việc không rõ ràng, lập lờ nên đã không làm hài lòng gia đình. Ông Đằng cùng gia đình phải khiếu kiện khắp nơi. Chính quyền tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã cho phái đoàn thanh tra tỉnh xác định nội dung khiếu kiện và có văn bản ghi rõ sẽ cung cấp kết quả trước ngày 27 tháng 4 năm 2018, nhưng vẫn không nhận được kết luận từ phái đoàn thanh tra. Đang trong giai đoạn chờ kết luận từ phái đoàn thanh tra tỉnh thì bất ngờ ông nhận được thông báo là cưỡng chế từ chính quyền thành phố Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra vào ngày 9 tháng 5. Theo ông Đằng, việc chính quyền thành phố cưỡng chế gia đình ông là hành vi đuổi ra khỏi chỗ ở một cách bất hợp pháp. Do đó, gia đình ông đã phải chống lại bằng mọi cách để bảo vệ quyền lợi cho mình. Mỹ với nền kinh tế phát triển bậc nhất, nước Mỹ luôn nằm trong nhóm các quốc gia lớn mạnh trên thế giới. Dưới đây là lý do vì sao nhiều người muốn đến định cư tại Mỹ. Định cư Mỹ là niềm mơ ước của nhiều người. Nước Mỹ là một siêu cường quốc của thế giới. Với nền kinh tế phát triển nhất thế giới trong năm 2013, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, GDP tổng sản phẩm nội địa của nước Mỹ đạt mức 16,6 ngàn tỷ USD, mức cao nhất trên thế giới khi so sánh với các quốc gia khác. Thêm vào đó, nước Mỹ có 4 tập đoàn kinh tế nằm trong danh sách 10 tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới. Ngoài ra, trong danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới, Hoa Kỳ vẫn thống trị với 46 trường đại học, trong đó có 7 trường trong top 10. Cách đây nhiều năm, những người nhập cư đầu tiên đến Mỹ đã nói rằng họ sẽ cùng nhau xây dựng một nước Mỹ hùng cường để biến nơi đây thành miền đất hứa với bất kỳ ai. Và nhiều năm sau, đến lúc này, những nhà kinh tế tài ba nhất, những nghệ sĩ xuất chúng nhất, những nhà khoa học xuất sắc nhất đã nối tiếp nhau xây dựng và hình thành nên một nước Mỹ mạnh mẽ và đứng đầu thế giới. Nước Mỹ là một quốc gia của người nhập cư. Hoa Kỳ luôn được coi là quốc gia của người nhập cư theo một thống kê của Liên Hợp Quốc. Số lượng người nhập cư đang sinh sống tại Hoa Kỳ là 45 triệu người, gấp hơn 4 lần so với các quốc gia khác. Số lượng người nhập cư đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đã tạo nên sự đa dạng về văn hóa, sự đa sắc tộc tại Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ luôn có các chính sách khuyến khích người nhập cư và tạo điều kiện tối đa cho những người mới nhập cư nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Mỹ. Người nhập cư luôn được chính phủ hỗ trợ các chương trình khuyến khích hòa nhập cuộc sống. Bên cạnh đó, nước Mỹ là một quốc gia của sự bình đẳng và quyền tự do ngôn luận. Một trong những lý do quan trọng nhất khiến nước Mỹ trở nên tuyệt vời đó là quyền tự do. Hôn nhân đồng giới được công nhận, phụ nữ đã đấu tranh để đòi quyền bình đẳng trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tại một quốc gia như Mỹ thì quyền con người luôn được đề cao nhất. Mỹ là quốc gia công nhận hôn nhân đồng giới. Quyền mưu cầu hạnh phúc trong tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ có đoạn: tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong đó có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Có một luật học phát triển ở Mỹ để bảo vệ các giá trị và các quyền bất khả xâm phạm. Mọi công dân đều được đối xử công bằng như nhau, dù bạn là người bản địa hay là người nhập cư hợp pháp. Mỹ là một quốc gia đề cao quyền bình đẳng.
Tuy vậy, thực sự là Mỹ có những điểm khác biệt. Khi đến định cư tại Mỹ, bạn sẽ được hưởng một cuộc sống sung túc và khác biệt, mặc dù có tiền chưa chắc đã mua được. Nếu bạn ở một số quốc gia khác, đó là môi trường sống tốt như là không khí, nước không bị ô nhiễm, không phải lo lắng về vệ sinh an toàn thực phẩm, vân vân. Còn về vấn đề giáo dục, bạn sẽ được chính phủ hỗ trợ việc học hành nếu gia đình khó khăn. Về y tế thì dù giàu hay nghèo cũng vẫn được chữa trị và đối xử như nhau khi đến bệnh viện. Mỹ hỗ trợ chi phí giáo dục cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cơ sở hạ tầng và ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người dân là rất tốt. Con người được tự do sáng tạo, luật lệ rõ ràng. Đặc biệt là xã hội Mỹ luôn tạo ra cơ hội đồng đều cho mọi người vươn lên tùy theo năng lực của mỗi người, nếu biết cố gắng học tập và làm việc. Kính thưa quý vị, riêng về mảng kinh tế, chuyên gia và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vừa cho hay những người giàu như ông là vấn đề thực sự của kinh tế Mỹ, theo CNBC. Theo Fox, với khối tài sản 75 tỷ USD, Warren Buffett hiện là người giàu thứ nhì thế giới, là CEO của hãng đầu tư Berkshire Hathaway. Ông được tôn vinh như là Oracle của thành phố Omaha, bang Nebraska. Dù thành công, Buffett vẫn cho hay là vấn đề thực sự của kinh tế Mỹ là nhóm 1% người giàu nhất. Trong chương trình PBS Newshouse, huyền thoại đầu tư cho biết: theo quan điểm của tôi, vấn đề thực sự là của cải thuộc về những người vô cùng giàu có một cách khó tin. Nếu bạn về lại năm 1982, khi tạp chí Fox lần đầu cho ra mắt danh sách 400 người giàu nhất, tổng tài sản của họ chỉ là 93 tỷ USD. Giờ đây họ nắm 2.400 tỷ USD, mỗi người có thêm gấp 25 lần tài sản. Đây là câu chuyện của cải được chia một cách thiếu cân đối cho những người giàu nhất. Thị trường chứng khoán Mỹ có xu hướng đi lên kể từ đợt lao dốc vào tháng 3 năm 2009 và kinh tế Mỹ hiện tăng trưởng là 2%. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy tăng trưởng 3%. Song với nhà chuyên gia Buffett thì cho rằng tốc độ tăng trưởng 2% là lành mạnh cho một nền kinh tế và sẽ giúp nhiều người Mỹ cải thiện chất lượng cuộc sống. Tốc độ tăng trưởng sẽ thâm vào 19.000 USD của GDP cho mỗi người, hộ gia đình gồm 4 người, 76.000 USD cho một thế hệ. Vì vậy, con cháu của bạn sẽ sống tốt hơn rất rất nhiều so với chúng ta với tốc độ tăng trưởng là 2%, theo chuyên gia và nhà tỷ phú Buffett cho rằng như vậy. Dù vậy, nhiều người Mỹ vẫn mắc kẹt, nền kinh tế Mỹ đang thể hiện tốt, song không phải tất cả người Mỹ đều đang sống tốt. Theo nhà đầu tư, một phần lý do của tình trạng này là tự động hóa và số hóa lực lượng lao động Mỹ đang diễn ra nhanh hơn việc nhân viên được đào tạo lại. Chúng ta luôn thấy sự thay đổi trong lao động. Nếu bạn quay về năm 1800, 80% lực lượng lao động mới đủ để sản xuất thực phẩm cho cả nước. Hiện chỉ cần là 3% thôi. Thực tế là hệ thống thị trường giúp con người di chuyển. Khi nền kinh tế phát triển, nó cũng phân bổ lại các nguồn lực, theo tỷ phú Buffett chia sẻ như vậy. Huyền thoại đầu tư làm giàu từ việc đầu tư vào thị trường chứng khoán, hoạt động mà ông đã thích từ thời trẻ. Buffett mua cổ phiếu đầu tiên năm 11 tuổi và đã tham gia thị trường suốt 75 năm. Ông cũng gợi ý những người khác nên làm như mình. Họ nên tiếp tục mua, mua và mua một chút của nước Mỹ. Và 30 hay 40 năm nữa họ sẽ có rất nhiều tiền. Ông Buffett nói như thế. Theo nhà tỷ phú này, cùng với tỷ phú Bill Gates cũng nỗ lực bù đắp sự bất bình đẳng tài chính giữa giới tỷ phú và những người bình thường bằng cách sáng lập Giving Pledge, cam kết tự nguyện cho đi ít nhất một nửa tài sản của những người giàu nhất thế giới. Mục đích của Giving Pledge không chỉ là để hỗ trợ những người cần được giúp đỡ mà còn khuyến khích nhiều người khác làm tương tự như vậy. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.